Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Năm 1998, trại thẳng tiếng sáo đã được tổ chức tại Lake Fairfax Park, thành phố Reston, Virginia. Và 20 năm sau, cũng tại tiểu bang Virginia, vào ngày 29 tháng 6, trại thẳng tiếng 11 đã được khai mạc vào lúc 9 giờ sáng tại Camp Snyder, thành phố Haymarket. Ngày 1 tháng 7, 2018 cũng là ngày thứ tư, từ ngày 28 tháng 6 cho đến ngày 4 tháng 7 của trại họp bàn hướng đạo thế giới Việt Nam lần thứ 11, được tổ chức tại trại William Snyder, tiểu bang Virginia. Được biết, trại họp bàn hướng đạo thế giới đầu tiên được tổ chức tại Jamesville, Pháp Quốc mùa hè 1985, lấy tên là Thẳng Tiến. Thẳng Tiến 11, ngày nhập trại là ngày 28 tháng 6, có 45 liên đoàn tham gia với tổng số 1.682 trại sinh ghi danh đến từ các quốc gia Canada, Đức, Pháp, Úc, Việt Nam và rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Được biết, trại Thẳng Tiến 11 năm nay với chủ đề giữ chặt mối dây, lập kỷ lục mới. Đó là sự mong ước của ban tổ chức, các hướng đầu sinh giữ chặt tình thân ái, giúp đỡ lẫn nhau, đạt những kỷ lục mới, vẻ vang cho phong trào hướng đạo. Mục đích của công việc huấn luyện hướng đạo là nhằm thay thế cái tôi của hướng đạo sinh bằng sự cống hiến. Cổng trại đã được thiết kế do trưởng Phạm Hoài, tượng trưng cho cổng tam quan của đất nước Việt Nam, và cần đến 1.000 cây tre. Sau đây là lời chia sẻ về những khó khăn và sự đóng góp của những trưởng niên, các trại sinh của những liên đoàn về cổng trại. Vì cổng trại này thì được ban tổ chức chọn để làm cho cái đề tài của Thẳng Tiến 11. Thì cái cổng này thì tượng trưng cho là cái cổng tam quan của Việt Nam của chúng ta. Thì có ý nghĩa là không quan, trung quan và hữu quan. Thì cho các em biết được là Việt Nam ta có một cái cổng tam quan như thế nào, do các nhà hồi xưa của các quan mấy cái đã lập ra những cái cổng như này, và trên đó có những cái ngũ giác ở trên đó. Và cái thẳng tiến này mình có đến các nước tham dự như là Mỹ, Úc, Canada, Đức đến tham dự, và Pháp. Thì trên cái khán đài đó, hồi có để những cái logo tiểu sử của những logo từ 1 đến 10 là hướng đạo của chúng ta thế giới đã lập ra đến 44 năm, là 11 là năm nay là năm 44 năm. Thì cho các em biết được là chúng ta đã xa xứ nhưng mà vẫn nhớ được cái hướng đạo 44 năm rồi. Hy vọng là các em vẫn giữ được cái hướng đạo tồn tại cho đến muôn đời. Trại Thẳng Tiến 11 có những sắc thái khác nhau, có 5 tiểu trại khác nhau, 867 hướng đạo sinh, 272 trưởng niên, 228 phụ huynh và gia đình, 111 nhân viên giúp việc và 187 thiện nguyện viên, và hầu như cũng là phụ huynh của các hướng đạo sinh. Có đến 225 quan khách hội đoàn đã đến tham dự trong ngày khai mạc 29 tháng 6, 2018, và với 80 khách danh dự. Những lời chia sẻ của các trưởng niên đến từ các tiểu bang xa bằng nhiều phương tiện. Khi tới trại, thấy những chiếc xe golf cart là phương tiện di chuyển tạm thời cho những trường hợp cần thiết, chuyên chở nước uống đến những liều sinh hoạt hay cho những trại sinh không có khả năng đi xa. Có nhiều liên đoàn đã mướn rất nhiều lều, mỗi lều 40 Mỹ Kim có thể ngủ từ 3 đến 4 người. Có những liên đoàn các trưởng đã lái xe từ xa hoặc mướn xe bus cùng với các em để chuyên chở tất cả mọi thứ cần cho trại sinh. Thời tiết trong 4 ngày vừa qua thật nóng bức, gần 100 độ. Nhưng nhìn các hướng đạo sinh vẫn hăng say tham gia, chơi những trò chơi dân gian, ôm lại những kỷ niệm của các cha mẹ các em khi còn nhỏ. Đã có những trò chơi lý thú như ô quan, chơi rải danh, đánh đàn bầu, đánh đờn cò, chơi treo cột mỡ, mạo hiểm như sóc bài, flying squirrel. Con tên là Quinn Mi ở La Vang, liên đoàn La Vang ở Houston, Texas. Có 60 đi với thẳng tiến. Mình làm cái con bài, con sóc bài, and có exciting, vui quá. Bắn cung tên, học hỏi tìm hiểu về gián điệp spy. Có những em may mắn ghi danh trước thì được trầm mình trong hồ bơi. 12 giờ trưa, ban ẩm thực phải lo đến 1.600 phần ăn. May mắn thay,
Trại Thẳng Tiến 11 đã ký được hợp đồng với hai nhà hàng Saku và Thái Bài Thái để chuẩn bị cho ba bữa ăn mỗi ngày trong 7 ngày. Đồng thời có trái cây, những đồ ăn vặt như cà rem, snack. Được biết, vào ngày kết thân, mỗi em hướng đạo sinh được dịp làm quen với các em hướng đạo sinh khác ở các tiểu bang hoặc các quốc gia để tạo nên tình thân và tiếp tục gìn giữ truyền thống hướng đạo Việt Nam. Tôi đi theo mấy em Thanh với Thiếu mấy ngày hôm nay để phụ thì Thanh bây giờ đó, những Thanh là tuổi từ 14 cho tới 21 tuổi đó, Thiếu là từ 12 cho tới 18 tuổi đó. Cái chơi của mấy em bây giờ đó nó adventure hơn. Từ Australia, phái đoàn chi nhánh Úc của Australia qua là khoảng trên 35 người, vừa các em, vừa các trưởng, vừa các em Thanh, Thiếu và một em sói. Cũng hay là trưởng Quý Chi có một cái sáng kiến là mình sinh hoạt về, nói về những cái truyền thống, về những cái trò chơi của dân gian của ở Việt Nam. Ngoài ra còn những cái sinh hoạt những cho các em của mọi ngành, ví dụ như ngành Thanh, ngành Thiếu và ngành Ấu. Đó là những sinh hoạt chuyên môn của mấy cái ngành đó. Thì ở đây là tôi chỉ coi về các em Ấu. Thì mình thấy các em rất là hào hứng đi qua những cái trò chơi. Những cái trò chơi đó giúp cho các em có những cái kiến, những cái skill hoặc là những cái học hỏi về những cái kiến thức như ví dụ về communication, về thinking. Em là in charge of cái STEM lab của ngành Thiếu. Ngành Thiếu có chủ đề là spy. Vậy thì tất cả những cái technology trong này là có một cái phần nào trong spy. Lúc các em tới, vậy thì các trưởng dạy cho các em lessons về cái technology. Thứ nhất là trong lính hay là trong military hay trong spy xài làm sao, ngoài commercial xài làm sao hay là ở nhà xài làm sao. Thì ở bên Texas hiện nay thì đi gồm có khoảng chừng 6 liên đoàn có mặt ở đây và khoảng chừng gần 500 đoàn sinh để đến trại Thẳng Tiến 11. Và chúng tôi thì đa số là đi dùng bằng phương tiện máy bay, chỉ có một số là đi xe để chở đồ và mướn xe để chở những vật dụng cho trại. Các trò chơi dân gian thì các em đa số thì mỗi trại Thẳng Tiến, tất cả các trưởng của hướng đạo Việt Nam mình ở đây muốn giữ lại cái phong tục, thành ra các trưởng coi như là ráng cố gắng tạo cho các em có những cái trò chơi mà cha mẹ của các em đã từng chơi khi còn ở Việt Nam. Em từ Canada đi qua bên này là tổng cộng là có 56 em, phụ huynh, trưởng và đoàn sinh. Thì Liên đoàn Lạc Việt là đi qua coi như là 52 người, còn Liên đoàn Hồn Việt thì qua 4 người. Con là Anthony Chiến Thường Nguyễn, con là Thiếu và con lần này là lần đầu tiên con đi trại Thẳng Tiến. Con thấy vậy rất là vui và có nhiều bạn mới. MC con không có biết nói tiếng Anh thì con nói tiếng Việt, rất là vui. Bích Phương tường trình từ trại Thẳng Tiến 11, thành phố Haymarket, Virginia.